Liên quan vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang ngày 4 tháng 4 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc hai bị can liên quan vụ án. Cụ thể, hai bị can bị cơ quan cảnh sát điều tra công an An Giang bắt tạm giam là Ngô Hồng Diệt Trương, sinh năm 1980, cư trú thị trấn Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, và Phạm Quang Dinh, sinh năm 1989, cư trú Khóm Đông Thịnh Chính, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Ngô Hồng Diệt Chương là giám đốc và Phạm Quang Vinh là cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng sông Tiến. Trong quá trình thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng các gói thầu về đầu tư công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang, Chương và Vinh đã thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng không đúng quy định của pháp luật, dẫn đến gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng sau khi tống đạt các quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam cơ quan cảnh sát điều tra công an an giang đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai bị can trương và vinh thu giữ nhiều tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an an giang tiếp tục điều tra mở rộng